Đố mọi người, con cua này chắc hay là ốp? Trước khi làm cua thì mình phải cho cua ngất đi để cho dễ cọ đã. Chú cua này nhiều bùn phết, cọ sạch sẽ rồi đem đi hấp chín thôi. Em bé 9 tháng thì mình cho mỗi một cái càng thôi. Phần còn lại là Cam Anh với cả mẹ xơi. Cùng xem nào. Ui rồi, chắc phết, nhìn ngon quá mọi người ạ. Nhưng mà mình vẫn còn một thắc mắc, có cách nào để phân biệt giữa cua nuôi và cua biển không mọi người nhở? Thịt cua khi nấu cháo sẽ tơi ra nên mình không cần phải xay đâu, mà chỉ cần để như vậy hoặc là dằm nhỏ ra thôi. Mẹ Cam rất là thích cách phi thơm hành mỡ rồi cho thức ăn vào xào như thế này, cháo rất là hấp dẫn luôn. Bé dưới 1 tuổi cho nên mình chưa cần phải nêm gia vị, cháo trắng thì nấu sẵn rồi, hơi đặc cho nên mình châm thêm một ít nước nóng và cho cái phần thịt cua đã xào vào, đun thêm một chút cho thịt cua tơi hẳn ra vào trong cháo, rồi thêm rau mồng tơi cắt nhỏ vào. Nếu mẹ muốn thì có thể trần sơ trước và xay rau cùng với một ít cháo thì rau sẽ nhuyễn mịn nhá. Tính ra thì mình thấy cháo mình nấu cũng ngon, không thua cháo ngoài hàng là mấy. Hai bạn bé nhà mình đều ưng cháo cua biển, chắc là vì nó ngọt và dễ ăn. Bé từ 8 tháng thì mình cho bé ăn được rồi mọi người nha. Cua là một thực phẩm rất bổ dưỡng cho bé nhưng có khá là ít cách chế biến. Vậy thì mẹ thử làm món này cho bé nhé. Lên TikTok học được nhiều điều thú vị phết mọi người ạ. Bây giờ thì mình đã biết cách cho cua nằm yên để trà sạch và khi hấp xong thì không bị rớt càng rồi. Một con cua lớn như này thì mình sẽ làm hai bữa cho bé. Mình gỡ thịt cua ra, thái một ít thịt nạc heo. Mình chọn phần thân hoặc là thịt nạc vai, thái một chút nấm mèo này, một chút hành cho thơm. Mọi người có thể cho thêm rau củ tùy ý nhé. Bây giờ thì cho tất cả nguyên liệu vào cái máy xay. À, bé trên 1 tuổi thì mẹ có thể cho thêm một chút muối. Mình xay một chút xíu thôi là tất cả những nguyên liệu này đã nhỏ ra rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây một quả trứng. Bé dưới 1 tuổi thì mẹ dùng lòng đỏ thôi. Sau khi xay xong lần 2 thì hỗn hợp sẽ rất là mịn như thế này rồi. Mình đổ ra một cái bát hoặc là cái khuôn bằng sứ hoặc thủy tinh, bọc một lớp màng bọc thực phẩm bên trên, đâm lỗ và đem đi hấp chín trong vòng khoảng 20 đến 25 phút. Rồi mình lấy thêm một lòng đỏ trứng gà và khi mà chả cua này đã chín rồi thì mình sẽ lấy ra, đổ lòng đỏ trứng lên trên để làm lớp mặt. Sau đấy thì mình đem đi hấp lại trong vòng khoảng từ 5 đến 7 phút nữa cho trứng chín là được. Thành phẩm chả cua này rất là thơm, mềm, bổ dưỡng, bé ít răng cũng nhai được. Nhà hàng 5 sao kiểu mẹ xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ quý khách món cơm chiên cua biển được làm từ những chú cua tươi ngon, ngâm nước đá 30 phút vẫn dãy đành đạch. Tuy bị mẹ ăn vụng mất một ít nhưng vẫn còn rất nhiều thịt cho nên tôi đã chia thành hai món. Phần càng cua tôi sẽ làm món cơm chiên này, còn phần thân cua thì tôi sẽ làm món súp. Súp này thì tôi đã từng làm cho quý khách rồi. Món này có đầy đủ cả trứng gà, cua, đậu bắp, hành. Rất là thơm, rất là ngon. Nếu quý khách không ăn thì tôi sẽ rất buồn. Bởi vì để làm món này cho quý khách, tôi đã phải vận động não rất nhiều, bỏ tiền ra nhưng mà không được thu lại đồng nào. Nên kính mong quý khách hết sức lưu ý. Xin chân thành cảm ơn. Chào cả nhà, hôm nay mình cùng làm món súp cua cho bé và bàn luận về vấn đề nêm gia vị khi ăn dặm nhé. Sau khi tìm hiểu khá kỹ thì mình khẳng định việc nêm gia vị cho bé dưới 1 tuổi là vừa không cần và vừa không nên. Thứ nhất, nó không cần là bởi vì bé dưới 1 tuổi có từ 20.000 đến 30.000 trồi vị giác để cảm nhận mùi vị của thức ăn, tức là gấp 2 hoặc 3 lần so với người lớn. Cho nên bé cảm nhận mùi vị của thức ăn rõ ràng hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta cảm thấy nhạt nhưng đối với bé là vừa. Và ngược lại, khi chúng ta cảm thấy vừa thì đối với bé là mặn. Kể từ sau 1 tuổi thì lượng trôi vị giác của bé bắt đầu giảm dần và chúng ta mới cần nêm thêm gia vị. Thứ hai, nó không nên là bởi vì nêm gia vị muối hoặc đường hoàn toàn không tốt cho bé dưới 1 tuổi. Bởi vì muối thì sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của thận của bé. Và việc nêm muối sớm sẽ hình thành cho bé thói quen ăn mặn hơn sau này, gây nguy cơ tăng huyết áp hoặc là các bệnh tim mạch. Và ăn nhiều đường cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì hoặc các bệnh tim mạch. Đồng thời việc nêm gia vị sẽ làm cho bé quen và sẽ không hứng thú với các món không được nêm nữa. Vậy nên mẹ nhớ là chỉ bổ sung muối sau 1 tuổi và bổ sung đường sau 2 tuổi nhé. Mua được con cua rõ là to mà lại bị ốp mất. Đây là cái con cua mà hôm trước mình làm nem hải sản ấy. Mọi người biết cách nào chọn cua chắc thì chỉ cho mẹ Cam với nhá. Một nửa thì làm nem rồi, còn một nửa thì làm miếng xào cua. Cái này là làm hôm đấy luôn nhưng mà hôm nay mới đăng được video. Phần thịt cua thì mình phi tỏi với cả gừng để xào cho thơm. Phần rau củ thì mình xào riêng theo thứ tự là cho nấm hương trước, đến cà rốt và đến hành tây. Kích thước rau củ thì mọi người cắt sao tùy theo khả năng ăn thô của bé nhá. Mẹ Cam pha cái phần gia vị sốt này bao gồm dầu hào, nước tương và một chút đường thốt nốt. Mình thấy cái sốt này sẽ quyết định rất là nhiều đến độ ngon của món miếng xào cua này. Về cua biển thì các bạn được khoảng tầm 8 tháng là mẹ cho ăn được rồi. Còn gia vị như đường hay là dầu hào thì dành cho bé từ 1 tuổi. Miến mình trần qua nước sôi trước và cho vào sau cùng. Có thể cho thêm một chút hành hoặc là mùi cho thơm. Ta có món miến xào cua thơm ngon, đậm đà, lạ miệng. Mẹ làm đổi bữa cho bé nhé.